Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục Điểm tin tối tại SNEW ngày 22 tháng 5. Và mình là Minh Anh, ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với phần điểm tin. Hôm nay ngày 22 tháng 5 sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Cộng đồng mạng xôn xao trước nghi vấn bức ảnh Hoài Linh chuyển khoản số tiền 14 tỷ là giả. Tranh cãi chuyện Lâm Vĩ Dạ làm MC nói hết phần của khách mời. Hứa Minh Đạt nhận nhiều tranh cãi khi anh bắt trend TikTok kém duyên khi chúc khán giả đi đường sẽ không bị đụng xe, cũng như tin tức nổi bật khác có trong 24 giờ qua. Những ngày vừa qua thì nghệ sĩ Hoài Linh đã bị kêu tên từ những lùm xùm trong livestream của doanh nhân Phương Hằng đến những nghi vấn tiền từ thiện 14 tỷ đồng của Hoài Linh không biết đang đi về đâu. Mới đây thì có một hình ảnh được cho là nghệ sĩ Hoài Linh đã chuyển khoản tiền từ thiện này, nhưng cư dân mạng thì đang xôn xao rằng bức ảnh này chỉ là giả. Sau hơn nửa năm kể từ ngày nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng từ lũ lụt, cộng đồng mạng bắt đầu rộ lên thắc mắc rằng số tiền 14 tỷ đã đi về đâu. Nhưng tối qua thì mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh chuyển khoản thành công của nghệ sĩ Hoài Linh gửi đến nơi tiếp nhận cứu trợ, số tiền là 14 tỷ đồng với nội dung nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ miền Trung chống lũ. Trong hình ảnh này thì được ghi chuyển khoản thành công vào chiều ngày 5 tháng 12 năm 2020. Như vậy, hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội minh chứng rằng danh hài Hoài Linh đã chuyển tiền ủng hộ miền Trung từ đầu tháng 12 năm ngoái chứ không phải là im hơi lặng tiếng như nhiều người đồn thổi. Nhưng vẫn có nhiều ý kiến nghi ngờ độ chân thật của hình ảnh trên vì số tiền tài khoản là đúng, nhưng tên đơn vị nhận chuyển khoản thì có khác nhau. Một tài khoản XTA cho biết cô đã thực hiện lại y hệt các lệnh giống nhau trong hình ảnh được lan truyền, từ lệnh chuyển khoản 14 tỷ cho đến việc chọn người nhận là tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên thì lệnh chuyển khoản này không được thực hiện vì hạn mức cao nhất dành cho tài khoản cá nhân chỉ có 1 tỷ đồng. XTA cũng cho biết là tài khoản VIP thì sẽ có giao diện là màu vàng, nhưng trong hình ảnh được lan truyền thì giao diện này là màu xanh của tài khoản thường. Đúng ra điều này thật sự là không hợp lý, bởi dù sao thì Hoài Linh cũng là một nghệ sĩ lớn. Mặt khác thì XTA cũng đã hỏi trực tiếp nhân viên tư vấn của ngân hàng làm việc trực tiếp với mình. Nhân viên này xác nhận việc chuyển khoản từ thiện không giới hạn định mức là có thật, nhưng khách hàng phải ký ủy nhiệm chi. Tuy nhiên thì những gì đang diễn ra vẫn chỉ là cuộc chiến của cư dân mạng. Từ lúc xảy ra lùm xùm đến nay thì nghệ sĩ Hoài Linh tuyệt nhiên không lên tiếng dù sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của mình. Không bàn đến những ồn ào không kiểm chứng trước đó thì khán giả vẫn mong đợi danh hài Hoài Linh chính thức lên tiếng về việc tiền từ thiện này. Tại chương trình thực tế nhập gia tiệc tục tập mới nhất thì Lâm Vĩ Dạ đã được chọn làm thay thế cho Dusty Phúc Nguyễn để làm MC. Sau khi phát sóng thì cô đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng Lâm Vĩ Dạ làm MC mà dành hết phần nói của khách mời. Mới đây thì Lâm Vĩ Dạ đã được lựa chọn làm người thay thế cho MC Dusty Phúc Nguyễn để cùng với giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng dự dắt trong chương trình thực tế nhập gia tùy tục. Đây là một chương trình giao lưu giữa người chơi từ nhiều quốc gia và nghệ sĩ nổi tiếng trong Vbiz để cùng tìm hiểu về sự khác biệt văn hóa và câu chuyện trải nghiệm khi tới với Việt Nam. Theo đó thì ở tập 7 của chương trình, nhiều người đã bày tỏ sự không hài lòng khi diễn viên hài Lâm Vĩ Dạ thay thế vai trò MC đồng hành cùng với giáo sư Xoay. Nữ diễn viên bị cho là thiếu kiến thức và trải nghiệm về văn hóa truyền thống từ các quốc gia. Đây vốn là một yếu tố mà người dẫn dắt show thực tế hội tụ người chơi đến từ nhiều nước trên thế giới cần phải có. Điều đáng nói là việc xuất hiện của Lâm Vĩ Dạ khiến cho những khán giả nhận định rằng không biết đâu là MC, đâu là khách mời. Người xem cho rằng nữ diễn viên trải lòng quá nhiều về câu chuyện của bản thân, giật thời lượng lên hình khiến cho các khách mời chẳng còn được diễn. Nam diễn viên Hứa Minh Đạt mới đây đã bị cộng đồng mạng lên án khi anh bắt trend trên TikTok như lại kém duyên, như là chúc khán giả đi đường sẽ không bị đụng xe và còn rất nhiều cụm từ kém duyên khác. Mới đây thì anh cũng đã có động thái đầu tiên sau những lùm xùm này. Hơn một ngày qua thì nam diễn viên Hứa Minh Đạt bất ngờ trở thành tâm điểm gây tranh cãi bùng nổ sau khi đăng tải đoạn clip bắt trend đáp trả kiểu Brahma. Cụ thể thì dù đăng tải một video có nội dung chúc mọi người một ngày mới an lành thì nam diễn viên lại có những câu nói trù ẻ mọi người như sau: hôm nay là một ngày đẹp trời, mình xin chúc các bạn ra đường sẽ không bị đụng xe, không bị giật đồ, không bị đánh ghen và an toàn mạng sống trở về nhà, nghe chưa? Giữa tâm bạo chỉ trích thì nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng về sự việc, thậm chí anh vẫn thản nhiên chia sẻ hoạt động của mình lên trang cá nhân và không hề khóa bình luận như nhiều nghệ sĩ đang bị ném đá khác. Đáng nói là vào tối ngày 21 tháng 5 trên fanpage chính chủ, anh chỉ đăng tải về dự án mới. Còn ở riêng trang cá nhân thì anh chia sẻ bức ảnh hoạt hình mô phỏng lại mình cùng với các đồng nghiệp nghệ sĩ khác trong sản phẩm web drama có tên là Tư Sinh Tương Khắc và đăng status ẩn ý như sau: bộ ảnh của ông chú Scan ở Vua Sư Tử đáng thương, chắc cũng đau khổ dữ lắm. Được biết thì về phía Hứa Minh Đạt thì hiện cũng đã xóa đoạn clip gây tranh cãi phía trên. Ồn ào giữa doanh nhân Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh vẫn là từ khóa dư mạng tìm kiếm những ngày vừa qua. Mới đây nhất thì Vy Oanh đã có những bài chia sẻ dài để khẳng định rằng cô chỉ đang bảo vệ bản thân mình trước những lời tố không có bằng chứng. Và cô cũng khẳng định rằng doanh nhân Phương Hằng đang lô lại những chuyện cũ mà không có căn cứ nhằm câu view cho bản thân của cô.
Như lời của nữ ca sĩ Phi Oanh khẳng định thì dòng trạng thái mới nhất sẽ giải đáp hết các thắc mắc của khán giả. Cô chỉ điểm rõ từng điều mà việc mình không đối đầu với bà Phương Hằng mà chỉ đang thắc mắc chuyện bán đất 1.000 tỷ đồng trong thời điểm này có kịp để hỗ trợ chống dịch hay không. Nữ ca sĩ cho rằng đang bảo vệ bản thân trước những lời vu khống, các thông tin cá nhân đang bị xâm hại nghiêm trọng sau các tranh cãi trên mạng xã hội. Phi Oanh cũng cho rằng mình chưa đăng đàn bất kỳ điều gì để nói thẳng về bà Phương Hằng mà chỉ vừa trả lời một bình luận của một khán giả mà đã dùng từ nặng nề cho cô. Và chỉ từ một bình luận mà câu chuyện đã đi quá xa. Với tư cách là một CEO lớn thì View Anh nghĩ rằng vợ ông Dũng chỉ cần cười, không cần trả lời gì hết. Bên cạnh đó thì cô cũng khá là bức xúc vì mình bị bôi nhọ danh dự nặng nề bằng các câu chuyện không có bằng chứng. Điều này một lần nữa được mang ra câu view. Hiện tại thì nữ ca sĩ View Anh cũng chỉ mong mọi chuyện trở về đúng nghĩa của nó, cư xử văn minh hơn để xã hội ngày càng tốt đẹp. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vì thế mà đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Một bài nhạc Việt mới đây đã vinh danh xuất hiện ở tạp chí Billboard, và bài nhạc này có tên là Bức Tường đã được tạp chí này đánh giá là giản dị nhưng giàu tính nhân văn, và thành công của bài nhạc này đã góp phần vào phổ biến nhạc rock ở Việt Nam. Mới đây, tạp chí Billboard đã có bài viết về Bức Tường với tiêu đề là Di sản của Bức Tường, bài nhạc đã dẫn dắt nhiều thế hệ nhạc rock tại Việt Nam. Bức Tường là bài nhạc thứ hai của Việt Nam xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng sau bài nhạc Ngọt. Ngoài giới thiệu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thì Billboard cũng đánh giá Bức Tường là có những sáng tác giản dị nhưng giàu tính nhân văn, tạo nên lượng khán giả lớn cho rock Việt. Theo Billboard thì trong suốt sự nghiệp, ban nhạc đã phát hành 6 album phòng thu, thực hiện hàng loạt chương trình và lưu diễn trên khắp nước lẫn quốc tế. Bức Tường cũng là một trong số ít ban nhạc rock được nhiều giải thưởng ở lĩnh vực âm nhạc trong nước. Trong bài viết thì Billboard đã đề cập đến sự ra đi trong năm 2016 của Trần Lập, giọng ca chính cũng là người sáng tác nhiều ca khúc. Bức Tường đã có những lúc nguy cơ tan rã nhưng những thành viên vẫn quyết định tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở. Billboard cũng trích dẫn chia sẻ từ Trần Tuấn Hùng, chủ nhóm hiện tại của Bức Tường, anh cho biết: "Chúng tôi không ai muốn thay thế vị trí lãnh đạo của Trần Lập, nhưng để tiếp tục thì Bức Tường cần có một giọng ca mang đến những sáng tác mới." Trước những thông tin này thì cộng đồng người hâm mộ của làng nhạc rock Việt không khỏi tự hào khi ban nhạc Bức Tường được tạp chí danh giá Billboard vinh danh. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với ST chúng mình cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.